Xin kính chào toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh Chợ Ô Tô Kinh Môn. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành ủng hộ kênh của bên em trong suốt thời gian qua. Thì ngày hôm nay bên em có về một chiếc xe được sản xuất năm 2013, một phiên bản khá là cao. Tư nhân chính chủ giữ gìn xe rất là cẩn thận, nên đến để hiện tại xe còn rất là mới. Để các bác cùng em nhìn xe còn hoàn toàn là như mới. Đây là chiếc xe Ford Focus số tự động phiên bản hatchback được sản xuất năm 2013. Mình nói về cái dòng xe Ford Focus 2013 này, nó là phiên bản nâng của xe Ford cũ, nên là nó được đánh giá là một chiếc xe khá là hoàn hảo từ cái lỗi form dáng thiết kế bên ngoài đến các trang thiết bị nội thất bên trong. Nội thất thì cao cấp, trang thiết bị kèm theo xe đầy đủ như hệ thống phanh trục cứng ABS, túi khí an toàn, hệ thống cân bằng điện tử. Vâng, chiếc xe khá là đẹp hoàn hảo. Thì cái dòng xe này đang được rất nhiều người yêu thích xe ô tô Việt Nam lựa chọn các bác nhé. Thì trở lại với cái chiếc Ford Focus này, xe tư nhân chính chủ một đời, xe cam kết là không taxi, không dịch vụ, xe mới chạy có hơn 10 vạn chuẩn thôi nên xe còn khá là mới, cam kết không một lỗi nhỏ nào, keo chỉ zin, khuôn số zin, máy zin, thân gần thân vỏ khung sườn keo gột là còn zin, cầm bệ là rất là chắc chắn. Nên xe tư nhân là muốn nâng đời xe nên là nhờ bên em giao bán xe với giá 460 triệu, bao rút hồ sơ. Thì bác nào kết cái dòng Ford Focus này liên hệ sớm bên em theo số điện thoại 0943622621 em Khanh. Còn các bác nào muốn test xe trực tiếp đến ông Nguyễn Khanh, Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương các bác nhé. Thì các bác cùng em đến cái đầu xe chiếc Ford Focus này, về cái form dáng thiết kế đến các trang bố trí, cái dàn đèn này, logo thanh tản nhiệt này, dàn đèn nét đèn sàn, đèn sương mù, thanh tản nhiệt, logo Ford khá là đẹp và ưa nhìn, một chiếc xe rất là đẹp. Nội thất cái nốt của nó còn khá là mới các bác nhé. Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Để các bác cùng em vào nội thất bên trong xe tham quan. Đây. Cơ bản nội thất là rất là đẹp. Cái vô lăng này tích hợp các nút bấm điều khiển âm thanh, rồi kết nối điện thoại, nút bấm điều khiển điện thoại. Thì với các chức năng này, các bác vừa chạy xe, vừa nghe nhạc, vừa nói chuyện với gia đình và bạn bè người thân thì không phải phân tâm, không phải lúc nào cũng cầm cái điện thoại xong vừa lái vừa nghe rất là nguy hiểm các bác nhé. Tạp nô thì không báo lỗi nhỏ nào. Tam ni mặt tiền thì bóng rất bóng và mới. Màn hình 4,2 inch, trang bị khá là đầy đủ. Dàn âm thanh bố trí rất là đẹp. Điều hòa mát lạnh. Dàn âm thanh thì điều hòa đây. Cơ bản nội thất là rất là đẹp và sang. Cái da bọc ghế này không phải nguyên bản theo xe các bác nhé, mà là được chủ độ cho đẹp thôi. Còn đâu ra bọc ghế còn hoàn toàn là nguyên bản theo xe. Để các em cho bác xem. Thì cái trần của nó này hoàn toàn là mới. Về cơ bản cái nội thất xe là không chê điểm nào được, rất là đẹp và sang. Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Tổng thanh nợ kính toàn bộ bằng điện hết rồi. Với chiếc xe này bên em đang giao bán là giá là 460 triệu, bao rút hồ sơ. Bác nào thiện chí cái Ford Focus này liên hệ sớm bên em để chốt và xe này theo số điện thoại 0943622621 em Khanh. Thì các bác cùng em đến cái gầm bệ của nó. Gầm bệ xe thì còn rất là chắc chắn,
xe tư nhân giữ gìn cẩn thận, thường xuyên bảo dưỡng, chủ xe thường xuyên bảo dưỡng nên gầm xe cũng còn rất là mới và chắc chắn. Các ba sốc còn hoạt động rất là tốt. Nội thất thì đẹp. Đây da độ đây, còn da thật của nó đây. Da bọc ghế thật đây. Hoàn toàn là còn mới. Rất là đẹp. Xe kèo chỉ zin, khuôn số zin, máy zin, đây khung thân vỏ đấy, hoàn toàn là zin, rất là đẹp, form dáng thì từ đằng sau xe nhìn form dáng của xe khá là vui, nhìn rất là sang các bác nhé, với cái đèn hậu nhìn xe đằng sau xe rất là sang, rất là đẹp. Đây các bác nhìn cùng em đến nhìn đít toàn thể cái đằng sau xe, không chê được, rất là đẹp. Côn số zin, thân vỏ zin, keo chỉ zin, rất là chiếc xe cũng chê được gì. Đây các bác cùng em đến cái cốp xe rất là rộng rãi, đi nâng hạ kính bằng thủy lực đấy, hoạt động bình thường, tắp đi theo cửa còn xa rất là bóng và mới, keo chỉ zin, keo cột, thân vỏ khung sườn hoàn toàn là nguyên bản, không hiện tượng đâm đụng va chạm tai nạn gì. Đây các bác nhìn kỹ cùng em, hoàn toàn là không tai nạn các bác nhé, lốp xưa cua đầy đủ không thiếu, một chiếc xe hoàn hảo và trang thiết bị là hoàn toàn là đầy đủ không thiếu gì, thì cơ bản là khá đẹp, khá đầy đủ rồi. Form dáng sơn xì rất là đẹp, nước sơn rất đẹp nha các bác nhé, keo chỉ zin, keo chỉ zin hoàn toàn theo xe, máy zin, côn số zin, thân gầm bệ chắc chắn, trang thiết bị thì đầy đủ từ hệ thống phanh chống cứng ABS, túi khí an toàn đến hệ thống cân bằng điện tử. Cái hệ thống cân bằng điện tử này, các bác ngồi trong xe mà đi vào cái đường xấu ấy, thì ngồi trong xe rất là êm nhá, không có chóc xiếc gì cả. Chiếc xe khá là đẹp, khá là hoàn hảo từ cái form dáng, trang thiết bị, bố trí. Đây các bác cùng em đến cái động cơ xăng 2.6.5 lít đến 6.8 lít trên 100 cây, khá là tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé. Đây các bác cùng em nhìn cái tổng thành cái động cơ xe, động cơ đây, được các bác nhìn kỹ cùng em nhé. Cái bệ máy rất là chắc chắn, máy êm zin, đợt ba đợt sốc trước này rất là bóng còn rất là mới, máy zin khô ráo, không hiện tượng thay thế tháo lắp gì các bác nhé. Côn số zin, keo chỉ zin, khung sườn thân vỏ zin, máy zin, gầm bệ chắc chắn, trang thiết bị nội thất thì đầy đủ, chiếc xe rất là đẹp. Một chiếc Ford Focus được mọi người đánh giá là một chiếc xe hoàn hảo. Đây các bác cùng em nhìn toàn bộ tổng thành xe một lần nữa. Chiếc Ford Focus số tự động phiên bản hatchback được sản xuất năm 2013. Xe tư nhân chính chủ, cam kết không taxi, không dịch vụ. Thứ mới chạy được có hơn 10 vạn chuẩn thôi. Thì bên em đang giao bán xe với giá 460 triệu bao rút hồ sơ. Bác nào thích con Focus này liên hệ bên em theo số điện thoại 0943622261, em Khanh. Các bác làm ơn đến Đại Auto Đức Khanh, Long Xuyên, Kinh Môn để test xe và xem xe trực tiếp các bác nhé. Đây chiếc Ford Focus 2013 số tự động phiên bản hatchback. Thì bác nào đang theo dõi kênh thì cho em xin một like và nhớ đăng ký kênh bên em để được theo dõi những chiếc xe mới nhất bên em mới lấy về. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin cảm ơn.